Công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà L.T.H.T, 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn trình báo bị ông Phúc lừa đảo. Theo trình báo, hồi năm 2021 bà T có mua một thửa đất 420,3m2 nằm trong thửa gần số 26 tờ bản đồ số 15, diện tích 892,9m2, số C0940650 tại địa chỉ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của ông NVT và bà NTCN làm chủ với giá 2,4 tỷ nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà LTHT thông qua LVV, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi giới thiệu và quen biết ông Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì ông Phúc đồng ý. Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên ông Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà HT. Ông thỏa thuận với nạn nhân làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Sau đó, ông Phúc thuê hai người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên ứng dụng xã hội, sau đó cho bà HT một giấy, còn một giấy chứng nhận giả và một chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà HT, thì Phúc cất vào kết sắt để đợi khi nào nạn nhân đưa hết số tiền 65 triệu còn lại, thì mới đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai sau khi hành vi bị phát hiện ông phúc trốn sang thái lan ngay khi phúc về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã triệu tập phúc để làm việc sau nhiều lần quanh co thì ông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nhà của phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà ht cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, trong thời đại 4.0 như hiện nay, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để câu like, câu view, rất nhiều người lợi dụng lòng tin vào tôn giáo để làm điều trái đời ngược đạo, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín trong tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đề nghị người dân phải cẩn thận không góp phần tiếp tay cho bọn tội phạm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Trong thời gian vừa qua, ông Phúc rất nổi tiếng trên mạng xã hội khi tự xưng là nhà sư tự tu ở nhà và được các YouTuber quay các đoạn clip, nhiều đoạn clip có nội dung phản cảm khi ông này mặc đồ tu hành nhưng nói năng thiếu văn hóa, ăn thịt. Người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc nói gì khi bị bắt? Tại cơ quan điều tra công an huyện Củ Chi, người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc nhiều lần cười hề hề và cho rằng mình bị oan. Ngày 7 tháng 12, công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra năm 2021, bà T, 50 tuổi, mua thửa đất hơn 420m2 ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, với giá 2,4 tỷ đồng. Sau đó, thông qua người quen, bà nhờ ông Phúc làm thủ tục, tách thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Cơ quan xác định, Phúc không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất. Tuy nhiên, do quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên Phúc nhận lời, Phúc đồng ý làm với chi phí 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Tuy nhiên, thay vì làm thật thì ông này đã lên mạng xã hội, thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và đưa một tờ cho bà Tê và yêu cầu cần chuyển nốt số tiền mới đưa phần còn lại. Biết bị điều tra, sư thầy Thích Tâm Phúc trốn sang Thái Lan, khi trở về nước thì bị cảnh sát triệu tập. Khám xét nhà bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, Phúc tỏ thái độ bên ngoài là hợp tác, nhiều lần cười hề hề, cho rằng mình bị oan uổng, là nạn nhân của các đối tượng làm giấy tờ giả và không hề biết các giấy tờ đó là giả. Tuy nhiên, bằng các biện pháp đấu tranh và những bằng chứng rõ ràng, ông Phúc đã có mối quan hệ với những người làm giấy tờ giả từ trước đó, ông này cũng từng sai các giấy tờ giả để hoạt động tôn giáo trái phép. Với bằng chứng này, sư thầy Thích Tâm Phúc phải cúi đầu nhận tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thực hiện thêm các biện pháp tố tụng theo quy định như giám định tâm thần, tìm hiểu các bị hại của ông Phúc để mở rộng điều tra vụ án. Người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc là ai? người tự xưng là sư thầy thích tâm phúc từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng giấy tờ giả ông phúc vừa bị cơ quan huyện củ chi khởi tố bắt giam khi lừa người phụ nữ hàng chục triệu đồng khi hứa tách thửa đất Ngày 7 tháng 12, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là bà LTHT, 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn. Ông Phúc không phải ai xa lạ mà là một người rất nổi tiếng trên mạng xã hội, tự dưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, được rất đông youtuber quay các đoạn video với nội dung ông này mặc áo nhà sư, nói năng và các từ ngữ thiếu văn hóa, gây sốc và ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, trứng lộn. Các clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong và ngoài nước, thu hút lượt xem khủng cùng nhiều phản ứng trái chiều của người dân. Trên mạng, ông Phúc cũng xưng là trụ trì của Hoàng Pháp Trung ương Củ Chi. Gần đây, ông này nổi danh với tên Thầy Chùa Ăn Thịt Chó. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định từ năm 2000 đến năm 2010, ông Phúc này tu học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy uy chưa xuất gia. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương tự lập chùa Ngô Trân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép và bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo biển hiệu không được sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, ông này tiếp tục lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Tuy nhiên, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở Khoa học Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tất cả các giấy phép. Năm 2019, công an kiểm tra phát hiện nơi ông Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Xác minh cho thấy, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc như huân chương lao động, hai bằng khen không có trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng các trường hợp được khen thưởng không có tên ông Phúc, các giấy tờ như huân chương, bằng khen đều được xác định là giả và ông Phúc dùng để tự xưng tu sĩ làm việc với công an, ông Phúc cho rằng mình được người khác tặng và treo trong nhà, công an huyện Củ Chi đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính với ông Phúc. Nơi ở của ông Phúc ở ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung cũng là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở tôn giáo nào gọi là chùa Hoàng Phát Trung ương. Đến tháng 4 năm 2022, ông Phúc lại gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho thấy, ông Phúc đến chúc mừng một sinh viên trong trường rồi thuê đồ của người chụp ảnh dạo bên ngoài để chụp ảnh. Đến tháng 7, thông tin lan truyền trên báo chí mạng xã hội về việc ông Phúc mặc áo nhà sư và một quán nhậu để sinh nhật đệ tử. Công an huyện Gò Vấp đã đưa ông Phúc và những người khác về trụ sở kiểm tra. Ông Phúc được xác định không sử dụng chất kích thích nên được cho về. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban thành phố Ngô Minh Châu đã giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban tôn giáo thành phố, Ủy ban huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin. Trong buổi họp định kỳ hồi tháng 8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cũng đã thông tin kết quả xác minh xử lý đối với ông Nguyễn Minh Phúc trong vụ nhà sư vào quán nhậu.